Mình đang có mặt ở quán phở gánh. Nó nằm ở trên đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Đây là quán phở được rất nhiều bài review trên mạng thời gian gần đây. Hôm nay mình sẽ ăn thử cơ vị của nó như thế nào. Quán nằm ngay trên con hẻm 286 Nguyễn Oanh. Nó nằm gần ngã tư Nguyễn Oanh và Nguyễn Văn Lượng. Giữ xe thì nằm trên con hẻm đó luôn, để bên tay trái. Giữ xe đây miễn phí, có người trông coi. Quán bán không nghỉ Tết. Đây là chị chủ, trẻ măng nè, chắc có ba mấy 40 tuổi. Như mọi người thấy kìa, đó là nồi nước lèo, đầy đủ thịt thà, xíu quách, đuôi bò, bò viên, mỡ bò. Cái người này đang múc cái chén bò kho thêm. Ở đây có bán bò kho nữa chứ không chỉ bán phở không. Đây là cái gánh bò nè, thịt bò tái, nạm, gân, lá sách và gầu. Bán rất là nhanh tay. Không gian của quán bên trong, mình đi là cỡ 7 giờ 15 có mặt ở đây, cho nên lúc này chỉ còn khá là ít khách ở phía trước, chứ còn phía sau là đông khách rồi. Bàn gia đình của mình là bên tay trái. Nhà mình đi hết 5 người hôm nay. Kêu 3 tô phở và 2 tô bò kho. Đây là menu của quán. Phở thì đa số là giá 45.000, còn đặc biệt 55. Phở sừng cây, phở sừng ống thì 60-70 mà mình chỉ có dịp ăn. Ở đây có bán lẩu nữa. Đây là tô phở đặc biệt của mình, bao gồm tái, nạm, bò viên, gân, lá sách. Còn vợ của mình ăn bò kho. Cho mọi người xem cận cảnh cái tô phở của mình. Bên trong là thịt thà gần như là thập cẩm, bò viên nè, tái, nên mình lấy đũa múc cho dễ, gầu, gân, nạm. Nạm ở đây một tô đặc biệt như vậy được cho 4 tới 5 miếng nạm, rất là dày. Rau xanh, chanh, tương, ớt đều rất sạch sẽ. Nước lèo của tiệm nấu trong nhưng mà cái vị rất là đậm đà. Mình ăn gần hết tô thì mình kêu thêm một chén trứng kèm với lại nước tiết. Người ta đem ra, chén này có giá 10.000. Bỏ mấy rau thơm lên là xong. Mình đã ăn xong tô phở, đánh giá rất ngon. Húp xong chén trứng luôn. Ở đây ngon nhưng mà nó hơi no so với sức ăn của mình. Quán được trang trí bằng các bức tranh đồng hồ kiểu dân gian. Như mọi người cũng thấy, khách cứ tới ăn nhiều lắm, nhóc người luôn. Thanh toán tiền xong á, mình được chủ quán tặng cho 3 ly trà đá miễn phí. Nhà mình ăn xong là khoảng 7 giờ 45. Hồi nãy đằng trước tiệm chưa có đông, bây giờ là đông hết, kín hết người rồi. Đằng sau cũng vậy, nhiều người lắm. Tiệm bán rất ngon. Anh vợ chồng chủ còn trẻ, có đứa con phụ. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại vào cái dịp sau.